Thời điểm này, mực nước trên các sông vùng đầu nguồn sông Cửu Long ít biến động và có xu hướng giảm. Điều này không đúng như nhận định của các chuyên gia cách đây 2 tuần khi mà nước sông Mekong tại Thái Lan tăng cao. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại thành phố Hồng Ngự đo được ngày hôm nay là 1,84 m. Tại trạm Tân Châu của tỉnh An Giang cũng ở mức tương tự. So với cách đây nửa tháng, mực nước tại trạm Tân Châu giảm 12 cm, còn tại thành phố Hồng Ngự thì không thay đổi. Điều này không đúng như nhận định của các nhà khoa học. Mực nước sông Mekong tăng nhanh tại Thái Lan cách đây nửa tháng đã không đổ về đồng bằng sông Cửu Long. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, nguyên nhân là do lượng mưa giảm mạnh từ cuối tháng 7 đến nay. Ngoài ra, 45 đập thủy điện vẫn tiếp tục tích nước, khiến dòng chảy trên sông Mekong sụt giảm đến 45% so với dòng chảy tự nhiên. Biển Tây, từ chỗ là bùn đất bồi, nay đã luôn lấn ra biển, thì những năm gần đây, biển lại xâm thực đất liền. Trước đây, những cánh rừng mắm, rừng đước kéo dài ra biển như là một lớp giáp che chở cho những ngôi làng thì nhiều nơi giờ chỉ còn lại những xác cây trơ ra trước sóng. Nơi nào còn rừng, có đê thì nơi đó dân còn yên ổn. Ngược lại, những nơi mất rừng hay là chưa có đê thì xóm làng lại nơm nớp khi mùa gió Tây Nam về. Ngồi trong căn nhà còn sót lại cuối cùng của ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Thanh Tuấn, người từng có một thời có đời sống sung túc, nhưng nay nguy cơ rơi vào cảnh trắng tay bởi biển đã lấy hết đất của nhà ông. Từ nhà tôi đang ở đây, mới nếu mà hiện ra ngoài mép nước ấy thì lúc giờ là tính nó phải tới 2 cây số. Có cái mắm không, nó mọc dày đặc luôn đấy. Đấy, lúc giờ mắm thì nó bạt ngàn mà nó lúc giờ nó dày đặc à. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, tỉnh Cà Mau đã mất gần 9.000 hecta rừng phòng hộ ven biển. Diện tích đất bị mất tương đương diện tích một xã. Và cách đây ít ngày, dù mới chỉ một đợt áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân biển Tây. Theo các chuyên gia, thì để chống chọi và bảo vệ được vùng đất bên trong thì nhiều giải pháp như trồng rừng phòng hộ hay đê bê tông kiên cố. Và chỉ có như thế thì mới có thể bảo vệ được nhà cửa, đất đai, sinh kế của người dân bên trong. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã đầu tư trên 40 km là kè để là giảm sóng, cứng hóa mặt ngoài của đê. Chúng tôi cũng thí điểm là dùng đá khang để thảm ngoài cái chân rừng. Thì hiện nay những cái nơi này là không tiếp tục không bị sạt lở. Nếu như cách đây hơn 10 năm, hệ thống kè bê tông để chắn sóng, đồng thời cũng là để định hình mũi Cà Mau này không được xây dựng, thì giờ đây có lẽ phần đất nhô ra cuối cùng của mũi Cà Mau đã bị sóng biển cuốn trôi. Còn bây giờ, như quý vị và các bạn đã thấy, thì phần đất bên trong kè bê tông đã được tự bồi đắp, những cây đước thì đã lên xanh. Và với đà này thì chả mấy nữa bức tường tự nhiên giữ đất sẽ được phục hồi. Chỉ những ai tận mắt thấy cảnh sóng biển chồm vào đất liền 4-5 cây số, rau màu, ruộng lúa của dân bị mất trắng thì mới hiểu được giá trị của việc kiên cố hóa đê biển Tây. Dọc theo bờ biển Tây, nhiều nơi đã không còn rừng, nhưng ở những nơi đê biển được nâng cấp, kết hợp xây dựng kè ngầm tạo bãi để khôi phục rừng thì màu xanh đã trở lại. Bởi có đê là lại có rừng, và có rừng thì lại góp phần làm giảm áp lực sóng, che chở cho đê. Đó cũng là môi trường sinh kế của dân ven biển. Một viễn cảnh đẹp về một vùng rừng biển yên bình, có đê che chắn mưu sinh đang dần hiện diện.